Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Một mùa xuân mới đang về cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn đang tất bật chăm lo Tết cho người lao động. Ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, người dân hối hả đón xe về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. Trang phục pa dí, sắc hoa thắm giữa trời Tây Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình mà quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2020, chiều ngày 21 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ khối qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ viên chức đang công tác tại Đảng ủy khối. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, thông báo với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ khối về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, 2019 là năm đánh dấu sự kiện quan trọng khi sáp nhập Đảng bộ khối cơ quan và Đảng bộ khối doanh nghiệp, thành lập Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy khối khẩn trương kiện toàn bộ máy, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là chủ động tham mưu cho tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, tham mưu triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, tham mưu thực hiện 4 chương trình, 19 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đặc biệt trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020 với 25 chỉ tiêu, đến nay đã hoàn thành 18 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt cao so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Các chỉ tiêu còn đang tiếp tục lãnh đạo, thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2020. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo khối bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp. Hy vọng sau sáp nhập, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Sở Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Bàn phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lào Cai tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2020 tại xã Dương Quỳ. Tại chương trình, đại diện Vietcombank Lào Cai đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 50 hộ nghèo cận nghèo của xã Dương Quỳ. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống để người nghèo ở địa phương có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Đồng thời cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với mong muốn góp phần chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, giúp họ có được một cái Tết đầm ấm hơn. Thông qua chương trình, Vietcombank Lào Cai đã góp phần kịp thời động viên khích lệ những hộ gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đang về, mừng vui, tự hào với các thành tựu đã đạt được trong năm qua. Các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là những cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn lại tất bật chăm lo Tết cho người lao động. Tùy vào từng điều kiện, có nơi vẫn còn khó khăn, song đều giúp người lao động thêm yên tâm, tin tưởng, tiếp tục nỗ lực trong năm mới. Ngày 20 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp, ở nhà máy gang thép Lào Cai, những lò luyện vẫn đang rực lửa, đều đặn cho ra những tấn phôi thép đầu tiên của kế hoạch sản xuất năm 2020. Những công nhân ở trung tâm điều hành vẫn đang chăm chú điều khiển nhiệt lượng sao cho giá thành của những mẻ gang giảm thiểu nhất. Đây chính là một trong những giải pháp quan trọng để đơn vị vượt qua những khó khăn, đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 180 tỷ đồng, giúp đơn vị có điều kiện đảm bảo các chế độ chính sách và chăm lo Tết cho người lao động. Chế độ trong những ngày Tết thì công ty thực hiện đúng theo các cái quy định trong thỏa ước lao động cũng như ở trong luật. Và đối với năm nay thì mặc dù rất là khó khăn nhưng mà ban điều hành cũng đã quyết định là thưởng Tết cho mỗi người lao động là 10 triệu đồng trên tháng. Đồng thời thì phía công đoàn cũng như là các cái tổ chức đoàn thể thì cũng đến từng vị trí để tặng quà cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những gia đình mà chính sách có công với cách mạng, cũng như là tặng quà cho các cái tập thể, xưởng, mỏ và các phòng ban để mọi người yên tâm lao động cũng như là công tác trong những dịp Tết. Với đặc thù duy trì sản xuất cả trong Tết, nên công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung đã tổ chức lại lao động, một nửa sẽ nghỉ Tết, số còn lại sẽ nghỉ bù sau Tết. Bởi vậy, bên cạnh các suất quà cho người lao động, đối với bộ phận trực Tết,
sẽ được đảm bảo các chế độ tăng thêm theo đúng luật lao động. Đồng thời, khẩu phần ăn ca cũng được cơ cấu đầy đủ hương vị của ngày Tết, giúp cho mọi người thêm yên tâm lao động sản xuất. Trong năm 2019 thì em biết là trong công ty cũng trong cái vấn đề sản xuất kinh doanh thì nó cũng gặp vấn đề khó khăn. Chung là ban lãnh đạo rồi là công ty rồi là tất cả công ty cũng lo đời sống cho anh em công nhân trong dịp Tết Nguyên đán thì cũng lo cũng cho anh em một tháng lương và được hút thưởng là cũng anh em cũng đủ lo cái Tết Nguyên đán. Nhìn lại năm 2019, mặc dù gặp vô vàn khó khăn, vậy nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính trong nội tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, đã góp phần giúp Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng ở hai con số, nằm trong top đầu của các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Chính bởi vậy mà không riêng ở công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung, việc chăm lo điều kiện đón Tết cho người lao động, đặc biệt là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đang được các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai, trong đó có tổ chức công đoàn là đại diện chú trọng triển khai. Năm nay có một cái đặc thù riêng, đó là chúng tôi chủ động hơn, xây dựng kế hoạch và yêu cầu triển khai tới các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, phải nắm bắt kịp thời được những đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi là công nhân viên chức lao động bị tai nạn, lao động bệnh nghề nghiệp. Đồng thời với đó thì có chủ động để phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là chúng tôi huy động cái sự tham gia vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời mà thăm hỏi, động viên và tổ chức Tết xung vầy vui vẻ, đầm ấm nhưng mà đúng đối tượng để các đối tượng sẽ cố gắng vươn lên trong cái đời sống hàng ngày cũng như là vui xuân đón Tết. Tết xung vầy mừng xuân ơn Đảng. Đây là hoạt động mới được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhằm huy động thêm sự tham gia của cộng đồng xã hội để có thêm điều kiện chăm lo Tết cho gia đình công nhân viên chức, người lao động gặp khó khăn. Giải pháp căn cơ hơn đó chính là công tác phối hợp giữa các cấp công đoàn của tỉnh với các cấp các ngành trong việc đồng hành giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để mỗi khi Tết đến xuân về, việc chăm lo Tết cho công nhân lao động luôn được bắt đầu từ những niềm vui vượt mục tiêu kế hoạch. Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, rất đông người dân đã hối hả ra bến xe trung tâm thành phố Lào Cai đón xe về quê ăn Tết đoàn tụ với gia đình. Do đơn vị quản lý bến xe và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã có phương án chuẩn bị từ trước, nên dù lượng khách tăng cao so với ngày thường, nhưng không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không có hành khách nào bị lỡ chuyến. Các chuyến xe xuất phát vào buổi chiều trở đi hầu hết đều kín chỗ. Nhân viên tại quầy bán vé cho biết, từ đầu giờ chiều đã có rất đông hành khách đến mua vé. Ghi nhận tại các bến xe trung tâm, lượng hành khách đổ dồn về các bến xe mỗi lúc một đông hơn, lượng khách tăng cao đột biến so với ngày thường. Do lo lắng ngày Tết có khả năng hết vé, nên nhiều hành khách đã gọi điện đặt vé từ vài ngày trước. Cũng tại bến xe trung tâm, nhiều người đã chủ động ra bến xe mua vé thật sớm để kịp thời gian về quê. Tuy nhiên, do các nhà xe đã chủ động tăng cường chuyến, bố trí nhân viên hỗ trợ, tư vấn cho hành khách và có xe trung chuyển đưa từ nhà đến bến xe trung tâm, nên không ai bị lỡ chuyến, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy tại khu vực bến xe. Với những hành khách không gọi điện đặt trước, bến xe cũng bố trí các nhân viên phục vụ tại các quầy bán vé. Chỉ mất vài phút thao tác, hành khách sẽ có vé ngay. Nói chung là coi như là so với năm ngoái, năm nay thì nói chung là có nhiều cái tiến bộ, nói chung là phục vụ khách hàng tốt, thế thôi. Nói chung là coi như là nên xuống là coi như thoải mái. Em được đi 9:45, em thấy phục vụ ở đây rất là tốt, anh chị đón tận nơi, giá vé thì vẫn không thay đổi như ngày thường. Bến xe trung tâm Lào Cai hiện có 59 đơn vị vận tải có xe hoạt động với 200 đầu xe, chạy 62 luồng tuyến trong và ngoài tỉnh. Ngay từ đầu tháng Chạp, trước nhu cầu lớn của hành khách, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị về nhân lực, phương tiện để phục vụ hành khách đi xe. Trong những ngày cao điểm của dịp Tết Nguyên đán, sẽ có hơn 200 lượt phương tiện xuất bến mỗi ngày. Dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị chức năng cũng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực bến xe. Để đảm bảo không có hành khách nào bị lỡ chuyến, các xe dự phòng vẫn được tăng cường và sẵn sàng hoạt động phục vụ cho hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo toàn thể cán bộ nhân viên trong bến xe chủ động sẵn sàng thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phục vụ cho hành khách đi xe qua bến cũng như là các doanh nghiệp tham gia khai thác tại bến. Cụ thể thì chúng tôi lên cái phương án trực Tết đối với cán bộ nhân viên đảm bảo duy trì thường trực, đảm bảo liên tục 24/24 giờ, các bộ phận đều có người trực
rồi chúng tôi tổ chức cái công tác đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, trang hoàng lại bến xe cho nó khang trang sạch đẹp, rồi các cái hệ thống thông tin biển báo được chỉnh sang rồi kiểm soát lại để đảm bảo những cái thông tin cần cung cấp tới nhân dân với các cái phương tiện, các cái hành khách là tốt nhất và chính xác nhất. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên dịp Tết Nguyên đán năm nay, những áp lực cho cả phía bến xe, nhà xe cũng như người dân đã được giảm bớt phần nào. Niềm vui trên những chuyến xe ngày cuối năm sẽ trọn vẹn hơn với mỗi người dân xa quê trên hành trình về nhà đón Tết. Chương trình đặc biệt Lào Cai toàn cảnh với sự tham gia trực tiếp tại trường quay của hai vị khách mời là Tiến sĩ Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Lào Cai có gần 30 dân tộc anh em cùng chung sống và mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo, tạo dấu ấn riêng trong bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu. Trong đó, trang phục của đồng bào Pa Dí cũng để lại dấu ấn sâu đậm với những nét đặc trưng khó lẫn. Những ngày xuân, bộ váy áo truyền thống làm bản làng của người Pa Dí ở xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương thêm sinh động như một bông hoa thắm giữa núi rừng Tây Bắc. Bản Tả Chư Phùng, xã Tung Trung Phố, huyện Mường Khương. Hoa đào đã bung nở rực rỡ và mùa xuân cũng đã về khắp trên mọi nẻo đường. Trong hương xuân rực rỡ ấy, những tiếng đàn, tiếng hát của các bà, các chị lại vang khắp núi đồi, chào đón một năm mới với nhiều ước vọng, chờ mong. Đã hơn 70 tuổi, nhưng cụ Tráng Khái Lền vẫn luôn mong chờ những tấm áo mới trong ngày Tết. Bà Lền luôn tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc mình với sự kỳ công trong từng đường kim mũi chỉ. Ngày xuân là phải mặc trang phục này và con gái thì phải may từ lâu rồi. Nếu làm liên tục phải 2-3 tháng mới hoàn thành một trang phục như thế này. Còn nếu không làm liên tục thì phải mất cả năm trời. Tất cả đều làm bằng tay chứ không thể có máy móc gì thay thế được. Không thướt tha như áo dài, không rực rỡ như trang phục của người Mông. Trang phục phụ nữ Pa Dí có những nét đẹp riêng. Điểm nhấn trong bộ trang phục của người Pa Dí chính là chiếc mũ với tạo hình vô cùng độc đáo. Mũ của phụ nữ Pa Dí được làm từ vải chàm tự dệt. Để mũ có độ cứng, màu sắc bóng đẹp, phụ nữ Pa Dí sử dụng kỹ thuật hồ vải thông qua các loại nhựa cây rừng. Từ chiếc khăn vải đơn giản, phụ nữ Pa Dí biết quấn và ghép vải thành chiếc mũ có hình mái nhà, tượng trưng cho khát vọng con cháu sum vầy tụ họp. Gia đình là bắt buộc là phải có cái mái nhà ấy. Thế là các cụ ngày xưa là người ta không có họa sĩ, không có chụp ảnh, không có cái gì cả. Thế là các cụ là nghĩ là lưu truyền lại cho những cái thế hệ sau ấy, là bằng cái hình tượng, là qua thể hiện qua cái trang phục. Đấy, ví dụ như là cái mái nhà là biểu trưng của người phụ nữ, là bao quát hết việc to, việc nhỏ, quán xuyến, nhà cửa, con cái trong gia đình ấy. Ngày nay, trang phục của phụ nữ Pa Dí không còn được sử dụng thông dụng trong cuộc sống hàng ngày như trước kia. Nhưng trong các ngày lễ Tết, những bộ váy áo như thế này vẫn không thể thiếu vắng. Đặc biệt, lớp trẻ ngày nay cũng tha thiết, yêu hơn và biết gìn giữ hơn trang phục truyền thống, như ước vọng gìn giữ những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Bọn em luôn cố gắng để giữ gìn những cái trang phục và cũng như những nét văn hóa dân tộc mình. Và em cũng rất yêu thích cái trang phục, đó chính là trang phục chính của dân tộc mình.
Bình thường thì bọn em cũng hay đi học hoặc là những cái dịp lễ thì bọn em vẫn hay thường mặc những cái trang phục như thế để thể hiện lên những tình yêu của mình đối với nét văn hóa của dân tộc mình. Vâng, Tết năm nay bọn em cũng đang dự định là sẽ cùng nhau mặc bộ trang phục dân tộc này và để đi du xuân, rồi mình có thể là cũng sẽ múa hoặc là tập một số bài hát văn nghệ. Ở Lào Cai, người Pa Dí chỉ có vài ngàn người, chiếm thiểu số trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Vậy nhưng, người Pa Dí vẫn tạo được dấu ấn riêng, như cây 2000 lá, vững vàng nơi biên cương Tổ quốc. Những bản làng của người Pa Dí ngày càng giàu mạnh, văn minh, và những nét giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Thắm tô thêm vẻ đẹp của một bông hoa khác lạ giữa núi rừng Tây Bắc. Năm 2019, huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Sản xuất cây lương thực được mùa, trồng trọt chăn nuôi, trồng rừng kinh tế, nuôi trồng thủy sản cũng đều có những động thái phát triển tích cực. Đó là kết quả từ những nỗ lực phấn đấu trong thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, điều chỉnh thời vụ kịp thời, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khuyến khích thu hút nhiều cá nhân doanh nghiệp đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Nổi bật là chương trình phát triển cây dược liệu được bà con tích cực hăng hái tham gia. Trong năm, nông dân toàn huyện đã trồng đến 90 hectare dược liệu trên đất nương đồi, trong đó đương quy 45 hectare, cát cánh 30 hectare, còn lại là atiso và các cây dược liệu khác. Cây dược liệu đang khẳng định vị trí quan trọng là cây trồng cho thu nhập hiệu quả kinh tế cao, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững hiệu quả. Riêng chương trình phát triển cây ăn quả ôn đới đã mở rộng diện tích lên 110 hectare, chủ yếu là cây lê xanh địa phương, mận tả van. Huyện cũng tái trồng lại những cây mận tam hoa già cỗi, trồng thêm 23 hectare mận chín sớm có tác dụng giải vụ thu hoạch tại các xã Tà Trải, Na Hối, thị trấn Bắc Hà. Theo kế hoạch năm 2020, huyện Bắc Hà tập trung cho việc ổn định sản xuất lương thực, nâng cao giá trị sản phẩm trên mỗi đơn vị diện tích canh tác, lựa chọn phát triển các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu, phát huy được tiềm năng lợi thế của từng xã và các khu vực trong huyện. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến đầu tháng 2 năm 2020, nhiều khu vực trong tỉnh sẽ chịu những đợt rét đậm, rét hại, có nơi xảy ra băng tuyết, sương muối. Vì vậy, nông dân các địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là giữ ấm, tăng cường chăm sóc cho đàn đại gia súc trong dịp nghỉ Tết. Theo chỉ đạo của tỉnh, các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết trên các phương tiện truyền thông, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo nhân dân chống rét hiệu quả. Đối với cây trồng, nông dân cần tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ hoai mục, giúp cây ra thêm rễ mới, tăng cường khả năng chống chịu với thời tiết. Tuyệt đối không gieo trồng xuống giống các loại cây trồng khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Đối với vật nuôi, nông dân cần tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi thực hiện thu gom thức ăn tự nhiên, dự trữ cho gia súc ăn trong những ngày giá rét, tận dụng phế phẩm nông nghiệp, phơi, ủ chua làm thức ăn dự trữ. Khi rét đậm rét hại, thực hiện nuôi nhốt gia súc tại chuồng, cho ăn bổ sung thức ăn tinh, uống nước muối loãng và một số cây có tính nóng để tăng cường chống rét cho gia súc. Qua điều tra của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh còn khoảng 13.000 hộ chăn nuôi chưa có chuồng nuôi nhốt gia súc đảm bảo tiêu chuẩn. Con số này cũng có nghĩa là còn hàng chục nghìn gia súc chưa được chăm sóc và nguy cơ dẫn đến chết đói, chết rét rất cao. Với những hộ chăn nuôi chưa có chuồng nuôi nhốt đảm bảo, hiện lực lượng khuyến nông các địa phương đã nỗ lực hướng dẫn bà con các biện pháp che chắn chuồng trại, tránh gió lùa. Cũng theo thông tin từ ngành nông nghiệp, thì hiện còn 394 hộ đang có trâu bò thả rông trên rừng, tập trung chủ yếu ở huyện Bảo Yên và Văn Bàn. Đối với các hộ này, chính quyền các xã đang tập trung chỉ đạo các thôn bản, hộ dân tìm trâu bò về nuôi nhốt, chăm sóc tại nhà. Dịp Tết cũng là thời gian cao điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an thị xã Sapa đã tăng cường công tác đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn. Hiện trên địa bàn thị xã Sapa có 394 cơ sở quản lý về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 21 cơ sở trọng điểm về nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và các hoạt động lễ hội đầu năm 2020 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã yêu cầu các xã, phường phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho các nhà hàng, khách sạn, các hộ gia đình, các hộ kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trong việc sử dụng các thiết bị điện đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong cái năm 2019, đầu năm 2020, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an thị xã Sapa đã chủ động
tham mưu cho lãnh đạo công an thị xã Sapa, ủy ban nhân dân thị xã Sapa ra các văn bản chỉ đạo các đơn vị, các phường, xã trên địa bàn toàn thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn về cái công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó là để phát hiện ra những cái sơ hở, thiếu sót trong cái công tác phòng cháy cháy, kịp thời khắc phục và có cái biện pháp xử lý trước và trong và sau cái dịp Tết Nguyên Đán. Tại khu vực chợ văn hóa bến xe Sapa, ban quản lý chợ cũng đã rà soát, xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, tổ chức ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm như xăng dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy cho 488 hộ kinh doanh, qua đó nâng cao ý thức của các tiểu thương trong thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Tôi thì bán hàng ở trong chợ Sapa thì đã được đội phòng cháy chữa cháy công an huyện Sapa cũng như ban quản lý chợ đã cho học tập huấn các lớp phòng cháy chữa cháy. Riêng trong dịp Tết Nguyên Đán này thì chúng tôi cũng thực hiện rất là nghiêm chỉnh, là không đun và không dùng những chất cháy nổ trong chợ. Nếu mà xảy ra hỏa hoạn thì cái thứ nhất là bản thân gia đình ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, sau đó là ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, cho nên là mỗi người dân chúng tôi lúc nào cũng phải nhắc nhở nhau là phải chấp hành tốt những nội quy của pháp luật cũng như là về vấn đề phòng cháy chữa cháy cao hơn. Cùng với tinh thần chủ động, sẵn sàng của lực lượng phòng cháy chữa cháy, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy để đón một cái Tết trọn vẹn, an toàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.